Sinh nhật xa xỉ như sao Hollywood của chị em siêu mẫu Hà Anh. Hà Anh và Hà My thường tổ chức những bữa tiệc chung cực kỳ hoành tráng để ăn mừng sinh nhật bên nhau, bởi cả hai chị em có sinh nhật chỉ cách nhau đúng một tuần. Vừa qua, siêu mẫu Hà Anh và em gái Hà My đã tổ chức bữa tiệc tại một địa điểm sang chảnh Sài Gòn. Bữa tiệc có sự tham gia của ba mẹ và bạn bè thân của hai chị em họ Vũ như diễn viên Đức Hải, biên đạo múa John Huy Trần, chuyên gia trang điểm Andy Phan, nhà thiết kế Hồ Thanh Phương, người mẫu, chuyên gia tạo mẫu tóc quốc tế và các đàn em người mẫu trong nghề như Yến Nhi, Khánh Linh, Đầu Phây. Chị em siêu mẫu Hà Anh trong đêm tiệc sinh nhật đẳng cấp. Gia đình của hai chị em họ Vũ. Rất nhiều bạn bè thân thiết được mời đến dự tiệc sinh nhật trắng của siêu mẫu. Sinh nhật lộng lẫy và sang trọng của hai chị em siêu mẫu Hà Anh được tổ chức hoành tráng với các bàn tiệc trang trí, lộng lẫy, rượu champagne được rót suốt đêm, sơn hào hải vị ngập tràn và những vũ công nhảy múa trong điệu nhạc DJ nóng bỏng. Khung cảnh tiệc tùng đẳng cấp của Hà Anh và em gái trên đỉnh Sài Gòn. Gia đình nhỏ hạnh phúc của siêu mẫu, chồng của Hà Anh, Olidowin, tháp tùng vợ và chăm sóc con cái đầu lòng cùng ông bà ngoại để vợ thoải mái tận hưởng bữa tiệc bên bạn bè. Trong bữa tiệc, Hà Anh tâm sự cô rất yêu em gái mình. Từ bé, cô đã luôn thay ba mẹ bảo bọc và chăm sóc em, sinh cách nhau 7 năm 7 ngày. Từ bé, Hà Anh thường xuyên cõng em xuống sân cỏ chơi cùng những đứa bé khác. Sau này, khi hai chị em cùng sống xa nhà và học tập tại Anh Quốc, Hà Anh là người gắn bó nhiều nhất với Hà My và chứng kiến chăm sóc Hà My lớn lên. Được biết đến là một siêu mẫu quốc tế có thời gian dài học tập và làm việc ở nước ngoài, nên siêu mẫu Hà Anh có lối sống phóng khoáng, làm việc hết sức nhưng cũng tận hưởng hết mình với cuộc sống. Trong khi đó, Hà My từ lâu đã nổi tiếng là một cô nàng nóng bỏng không thua kém gì chị gái siêu mẫu. Từng học tập và tốt nghiệp tại trường đại học của London, Hà My cũng như chị gái mình là một cô gái cá tính, mạnh mẽ và đam mê trong công việc. Hà My tươi tắn bên cô cháu gái đáng yêu trong tiệc sinh nhật. Thu Thủy bên Minh Hằng, cống hiến thì không ai khen, gặp nạn thì ào ào vào nói và chửi. Trước những bàn luận trái chiều xoay quanh cuốn nhào lộn loạn choạng của Minh Hằng trên sàn diễn của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2019, ca sĩ Thu Thủy đã lên tiếng bên vực. Minh Hằng đảm nhiệm vai trò vedette cho một show diễn thời trang trong khuôn khổ tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Tại đây, bé heo diện bộ trang phục thể thao, tết tóc khỏe khoắn. Thế nhưng trong lúc cắt quốc, Minh Hằng đã gặp sự cố khi nhào lộn. Cuốn nhào lộn không những không thành công mà Minh Hằng còn loạn choạng suýt ngã. Rất nhiều người bàn tán xung quanh màn nhào lộn quá sai này của Minh Hằng, trong đó có không ít ý kiến chỉ trích. Mới đây, Thu Thủy đã lên tiếng bên vực Minh Hằng. Cái gì cống hiến thì không ai khen, không ai công nhận. Chỉ khi gặp nạn gặp chuyện thì ào ào nói và chửi. Khi có người truyền tay cho chị clip em nhào lộn bị té, đặt vào vị trí em, chị biết ngay là do bộ tóc quá nặng mới làm em ngã nhào. Thấy được em xử lý quá bản lĩnh, nếu tay không đủ mạnh thì đã làm em té sập người mất rồi, dám làm là đã hơn người rồi em à, cứ tự hào nhé. Ca sĩ Thu Thủy lên tiếng bên vực Minh Hằng sau sự cố trên sàn diễn. Thu Thủy cho rằng Minh Hằng đã rất bản lĩnh để xử lý không bị té sấp người. Trước đó trong buổi tổng duyệt, Minh Hằng đã thực hiện khá thành công màn nhào lộn và lý do cô suýt ngã là bởi sàn quá trơn. Nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh sân khấu mà Minh Hằng không bị ngã, cô cũng chia sẻ hài hước về việc này. Tôi tưởng mình không còn ra ăn cháo rồi. Ngoài Minh Hằng, nhiều người mẫu khác trong chương trình cũng bị vấp hay suýt ngã do sàn trơn, trong đó có siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Lý do Minh Hằng suýt vô ích không phải do tóc quá nặng như Thu Thủy dự đoán mà bởi sàn quá trơn. Minh Hằng xin lỗi về cú nhào lộn, mình phải làm những điều không ai dám. Sau một ngày im lặng thì giờ đây nữ ca sĩ đã lên tiếng về sự cố của mình trong đêm diễn gây sự chú ý của mọi người. Dù đã được mọi người cảnh báo trước rằng sàn rất trơn, nhưng Minh Hằng vẫn cương quyết thể hiện cú nhào lộn thế này. Mới đây nhất trên trang cá nhân, Minh Hằng lần đầu chia sẻ cảm xúc của cô sau sự cố ở đêm diễn thời trang trong khuôn khổ sự kiện Việt Nam International Fashion Week 2019. Cụ thể cô bộc bạch, cú chao đảo bị diễu cợt lịch sử, nhưng cú đua người trên không lại đi vào lãng quên, lỗi mình, lỗi người hay lỗi tại cái sàn. Khi Minh Tú diễn mở màn vừa bước vào đã chạy lại nói với mình, chị ơi, coi lại màn nhào lộn nhé, sàn trơn lắm. Rồi lần lượt các bạn người mẫu bước vào, Tú đều hỏi sàn còn trơn không, các bạn vừa nói sàn rất trơn. Vừa đi đến các bạn diễn còn lại la to, sàn trơn lắm, mọi người cẩn thận nhé. Mình đứng ngay tivi, mặt xanh chành như tàu lá chuối, Minh Tú đi hẳn đến bên mình, chị không nên lộn đâu, rất nguy hiểm. Mình nhắm mắt lại suy nghĩ hai từ lộn hay không lộn. Não mình như phim hoạt hình có hai con action đấu đá nhau để giành phần thắng.
Và cuối cùng mình đã chọn gì mọi người cũng đã biết rồi, không ai dí súng vào đầu, bắt mình lộn. Nhưng mình đến đây không phải để làm người mẫu cách quốc mặt khuôn ngầu trên đường băng lạnh lùng đấy. Mình đến đây vì mình là đại diện cho nét đẹp năng động, khỏe mạnh và dẻo dai. Mình đại diện cho từng lớp. Nhìn mấy đôi chân dài là phát thèm, vì thèm quá mà lại không có nên bắt buộc phải lao đầu vào tập luyện để siết chỗ này và nở chỗ kia. Ít ra không dài thì chỉ số hình thể cũng ổn và quan trọng nhất là khỏe. Khỏe để làm những điều không thể trở thành có thể. Mình phải làm những điều không ai dám làm để rồi ngước mặt một cách đầy tự tin về phía mọi người. Mình đã làm được rồi, mọi người cũng sẽ làm được thôi. Quan trọng là dám làm, dám chịu đau đớn. Đủ sự kiên định và niềm tin, lúc đó chợt nhớ đến cháu mình. Lần lượt đầu tiên của bả thật vất vả gian nan, nghe tiếng bả la thất thanh mà đầu thì vẫn cắm xuống nệm. Nhưng mọi thứ tốt dần lên khi có sự luyện tập, và quan trọng là bả sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc để được học hỏi những điều mới. Quay lại vấn đề chính, lỗi tại ai, đích thị là không phải lỗi ở cái sàn, vì đã có rất nhiều người mẫu đi trước đã té, mình đã được mọi người cảnh báo, nhưng trời à, mình đã quá tự tin và lì lợm. Mình đã nghỉ suốt những năm tháng, ta mình rèn luyện bản thân và suốt một tuần lễ qua mình đã trồng chuối còn nhiều hơn ăn cơm, đến ngủ mình còn toàn mơ và phân tích các chi tiết bộ phận trên cơ thể làm sao để kiểm soát thật tốt. Mình đã quá khao khát có được màn biểu diễn ấn tượng mà quên đi những rủi ro sẽ gặp phải cho mình và sẽ ảnh hưởng đến chương trình hay đặc biệt là đối tác của mình. Mình xin chân thành xin lỗi đã không làm tốt nhiệm vụ được giao để truyền đi những thông điệp tích cực mà thể thao mang lại. Các bạn có quyền cười chê vào tai nạn nghề nghiệp của mình vì rõ ràng mình đã không làm trọn vẹn. Đọc comment, thấy mọi người nói cười muốn tụt quần, riêng mình thì xấu hổ muốn đội quần. Nhưng sau tất cả mình có hối hận với những gì mình đã làm không? Chắc chắn là không. Nếu không có một Minh Hằng lì đòn chịu đấm ăn xôi, bỏ qua hết tất cả những hiểm nguy của bản thân, chỉ chăm chăm vào kết quả hoàn mỹ mà bản thân đặt ra thì sẽ không có một Minh Hằng của ngày hôm nay. Vì mình nhận thức được rằng mình không sắc nước hương trời cũng chẳng thông minh bằng ai. Nên cái duy nhất mình luôn cố gắng duy trì và nắm giữ là nghị lực và niềm tin. Chắc vì tự kỷ ám thị câu thần chú mình sẽ làm được hoài, nên cứ tưởng mình là siêu nhân thiệt. Xin lỗi tất cả mọi người, những ai yêu quý mình luôn trông đợi vào mình, đã thất vọng vào lần này, nhưng hãy luôn tin tưởng rằng mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc nhé. Cô gái sau một ngày im lặng trốn thế giới, đây là mỉm cười đương đầu với thế giới. Nữ ca sĩ vô cùng tự tin khi chào sân, chẳng kém gì các người mẫu chuyên nghiệp. Cả màn đu dây cực xuất sắc, nhưng spotlight và nhiều lời chê bai lại rơi vào màn nhào lộn không nên được trọn vẹn này. Sau tất cả rất may mắn khi Minh Hằng đã không gặp phải một chấn thương đáng tiếc nào. Từ cú trượt chân kia, hy vọng mọi người nhìn nhận trọn vẹn phần biểu diễn để thấy một người ca sĩ nhưng lại có thể đu dây trồng chuối chỉ để mang lại sự mới lạ cho người xem. Hãy ghi nhận sự cố gắng thay vì dùng những lời chê bai cười vào sự cố gắng của người khác. Sốt và hôn mê hai ngày liên tiếp, nghệ sĩ Lê Bình đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Một đồng nghiệp vào thăm Lê Bình cho biết, nam nghệ sĩ đang rơi vào trạng thái sốt và hôn mê. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của ông khá nguy kịch. Khoảng một tuần trước, nghệ sĩ Lê Bình phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu. Ông bị liệt nửa thân dưới, hai chân sưng phù do bệnh tình ngày càng trở nặng. Được biết, tế bào ung thư của nam nghệ sĩ đã di căn vào tủy, khiến sự sống trở nên mong manh. Căn bệnh ung thư hành hạ khiến gương mặt nam nghệ sĩ gầy guộc hốc hác. Dù vậy, ông vẫn giữ cho mình thái độ sống lạc quan, tích cực. Trước bệnh tình ngày càng chuyển biến xấu của Lê Bình, nhiều bạn bè đồng nghiệp đã tới thăm và động viên nam diễn viên sinh năm 1953. Mới đây, một đồng nghiệp đã tới bệnh viện 175 để hỏi thăm sức khỏe của nghệ sĩ gạo cội. Theo người này cho biết, Lê Bình đang rơi vào trạng thái sốt và hôn mê hai ngày liền, sức khỏe của ông hiện khá nguy kịch. Đính kèm là tấm ảnh nam diễn viên người đẹp Tây Đô nằm mê man, người chỉ còn da bọc xương. Hình ảnh của nghệ sĩ Lê Bình khiến công chúng không khỏi xót xa. Thương chú quá, cầu mong chú vượt qua được ải này. Những nghệ sĩ chân chính tài năng đang dần về với đất mẹ, chỉ mong có phép màu để chú khỏi bệnh. Cố gắng lên chú, sức khỏe sẽ tốt lên thôi, là những lời động viên từ phía cư dân mạng. Hình ảnh mê man của nghệ sĩ Lê Bình khiến nhiều người rơi nước mắt. Cách đây ít ngày, á hậu Trịnh Kim Chi tiết lộ nghệ sĩ Lê Bình lở loét phần thân dưới, ăn và nói chuyện rất khó khăn. Đến thăm anh mà chỉ dám nói chuyện vui thôi, cũng chỉ muốn nhìn thấy anh cười, không muốn thấy anh khóc đâu. Vậy mà khi anh nói anh bị lỡ phần mông lúc nào không hay, vì nguyên từ thắt lưng trở xuống anh không còn cảm giác, anh cười rồi nghẹn lại. Anh cười đó rồi khóc đó, khi nói đến tình cảm của anh em đồng nghiệp cùng khán giả đều mong anh khỏe mạnh. Cô con gái nuôi thấy tôi và đạo diễn Lê Bảo Trung vào thăm, vội vàng mang ly sữa, nói ép anh uống, vì chỉ khi bạn bè đến thăm anh mới cố gắng ăn uống được nhiều hơn. Một ly sữa đầy anh uống hết,
vì có lẽ chúng ta đến với anh sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh để chống chọi với căn bệnh của ác này. Một chai thuốc anh truyền vào cơ thể mất hơn 60 triệu, một con số không nhỏ đối với anh Lê Bình trong lúc này. Mọi người ơi, nén đọc và chia sẻ giúp đỡ anh Bình nha. Cảm ơn mọi người vì tất cả, cô viết. Cách đây không lâu, Trịnh Kim Chi cũng vào thăm và tiết lộ nghệ sĩ Lê Bình bị lở loét phần thân dưới, ăn và nói chuyện rất khó khăn. Lên đồ đi đám cưới, Trường Giang nổi hơn chú rể nhưng vẫn thua Hoài Linh, đàn anh trẻ bất ngờ. Xuất hiện tại đám cưới một người quen hai danh hài Trường Giang và Hoài Linh chiếm hết spotlight. Mới đây Hoài Linh, Trường Giang vừa gây chú ý khi cùng xuất hiện tại đám hội của một người quen. Hai danh hài hàng đầu Việt Nam khiến nhiều khán giả thích thú khi diện sơ mi kết hợp cùng áo vest lịch lãm chiếm trọn spotlight của buổi lễ. Dự đám hội của người bạn thân thiết, Trường Giang gây ấn tượng với vẻ ngoài bảnh bao. Mười khó xuất hiện trong bộ vest đen phối cùng áo sơ mi trắng, châu chuốt như soái ca. Trường Giang luôn nở nụ cười thân thiện vui vẻ trò chuyện cùng các quan khách. Nhận ra nam diễn viên nổi tiếng, nhiều người hâm mộ đến xin chụp hình lưu niệm. Ông xã của Nhã Phương được săn đón hơn cả nhân vật chính, dù không sở hữu chiều cao lý tưởng. Song nhờ sự chỉnh chu trong cách ăn mặc, Trường Giang vẫn được khen nổi bật hơn cả chú rể. Tuy nhiên, chiếm spotlight đám cưới còn có chú tư Hoài Linh. Diễn viên hài lừng danh trong trẻ trung hơn hẳn khi chọn bộ vest màu bả trầu. Trái với hình ảnh giản dị thường ngày, đã lâu rồi các fan hâm mộ mới thấy chú tư lên đồ cầu kỳ đến như vậy. Không có khoảng cách của người nổi tiếng, Hoài Linh thân thiện tay bắt mặt mừng với mọi người. Đám cưới nhỏ bất ngờ được chú ý nhờ sự xuất hiện của hai danh hài hàng đầu Việt Nam.